Alo bà con, bữa nay ngày 22 tháng 5 2024, em có trước mặt chùa Bát Nhã bà con, thì chùa Bát Nhã đang chuẩn bị tổ chức lễ Phật đản bà con, như là nghe nói có tổ chức ngày birthday của Hòa Thượng Thích Nguyên Chí nữa bà con. Thì nói tóm lại là bữa nay em sẽ quay phóng sự đây cho bà con coi tình hình chùa Bát Nhã là lễ Phật đản bà con. Không biết có phải năm cuối không thì cái đó em không biết, em không dám bảo đảm. Nhưng mà bữa nay nói tóm lại em quay cho bà con coi lễ Phật đản bữa nay là ngày 22 tháng 5 2024, lễ Phật đản ở chùa Bát Nhã bà con. Thì tại vì chuyện lâm xùm này kia cái nọ, nói tháng 7 dọn ra, tháng 7 chủ lấy tịch thu chùa lợi gì đó thì cái đó mình không biết. Nhưng mà giờ chưa tới tháng 7, giờ mới tháng 5 mà. Thì bây giờ em thấy sao thì em quay cho bà con coi tình hình quang cảnh chùa Bát Nhã thôi. Nói tóm lại là chùa Bát Nhã đang ngày đúng ở bên đây, đúng ngày lễ Phật đản đúng không bà con. Thì bữa nay bây giờ là mới có 9 giờ sáng thôi, nhưng mà nghe nói chương trình lễ Phật đản khoảng 1 giờ mới làm lễ, và nghe 3 giờ là một, nghe nói 1 giờ làm sinh nhật của sư ông Hòa Thượng Nguyên Chí, và 3 giờ thì làm lễ, mà nghe tới tối luôn không bà con. Thì chương trình tình hình bữa nay sao thì em sẽ quay tường thuật cho bà con coi. Nó tóm lại bữa nay là ngày lễ Phật đản, nhưng mà em thấy bầu trời đó, trước em tường thuật trước chùa Bát Nhã, nhưng mà em thấy bầu trời thấy có một hơi có một cái buồn gì đó bà con. Thì bà con cứ nhìn cái bầu trời thì bà con sẽ thấy, em thấy một cái bầu trời bữa nay hơi bị hơi gì đó chấm. Dạ em không dám nói nhiều thì nói nhiều sợ bị nhiễm đạn. Thì bữa nay là ngày sinh nhật rồi, con cũng đại diện tất cả Phật tử trên toàn thế giới, con cũng kính mừng ngày Đức Phật ra đời. Thì nguyện cầu ngày Đức Phật cho thế giới hòa bình, cho mọi người an vui, làm ăn thì may mắn, thành công, những đứa bé thì ăn mau chóng lớn, mấy cụ già thì sống lâu 120 tuổi và mạnh khỏe dồi dào, những người xui thì xua đuổi đi, những điều may mắn thì ban tới cùng. Và nguyện cầu cho thế giới hòa bình, cho thế giới và cho tất cả bà con làm ăn thì tiền như nước. Thì con chỉ cầu với lại cầu mong Phật, Phật bà, Phật thầy ngài Phật Thích Ca, chùa Bát Nhã mình cũng đang gặp những cái tai nạn, chút xíu, thì nhờ hồng ân của các ngài có thể các ngài ban tới một cái bất ngờ may mắn đến cái chùa. Và thì tại vì Phật tử tụi con nó cần ngôi chùa này, và bởi vì thì nguyện cầu mẹ Quan Âm phù hộ cho một cái phước lành đến cho chùa Bát Nhã gặp nhiều may mắn. Và thì tại vì chúng con vẫn cần ngôi chùa này, và thì nguyện cầu các ngài phù hộ cho ngôi chùa được vạn sự may mắn, không có gì trở ngại. Và nhất là cầu nguyện cho sức khỏe, cầu nguyện sức khỏe cho ngài sư ông của Hòa Thượng Thích Nguyên Chí mạnh khỏe dồi dào, và các sư cô Phật tử cũng mạnh khỏe đặng còn giúp ích nhiều cái đời. Và còn dạy dỗ tụi con đi để còn dài gì nữa, con đường còn dài tu tập nữa. Thì bữa nay nó tóm lại bữa nay là em mới tới 9 giờ thôi nha bà con. 9 giờ thì em thấy tình hình chỗ đậu xe chặt hết. Bà con nhìn thấy không? Chỗ đậu xe trong ngoài là chặt hết, hoàn toàn là chặt hết. Bà con thấy gì mà xe vẫn còn vô. Xe vẫn còn vô mà em không biết đậu đâu, thì em quý chắc thể chút xíu bà con sẽ thấy là đậu bên ngoài dọc cặp vào đường. Nó tóm lại là
tóm lại là chỗ đó xe chặt hết các bà con. Này là mẹ Quan Âm. Bây giờ bữa nay là chỗ đậu xe là trong ngoài là chặt hết đó bà con, không còn chỗ nào trống hết. Này là Đức Mẹ Quan Âm nha bà con. Thì mẹ thì bà con bữa nay đúng ra đúng là ngày Phật đản. Xin lỗi bà con, nói chuyện hơi cảm động chút xíu. Dạ. Yeah. Thì có gì bà con tha lỗi cho em. Tại vì nói tóm lại thì ngôi chùa này mình cũng có tin buồn như nọ, thì mình cũng em cũng là Phật tử cũng buồn. Thì khi nói chuyện em hơi cảm động chút xíu thì mong bà con thông cảm giùm. Dạ thì tại vì bây giờ chùa Bát Nhã mình cũng gấp rút quá bà con, nó bị tai nạn nặng quá. Thì bây giờ nói tóm lại bây giờ em hôm nay đúng là ngày lễ Phật đản nha bà con. Em đang đứng trước trước mẹ Quan Âm, thì em xin để máy một phút cho bà con. Bà con xa gần có một lời cầu nguyện với mẹ Quan Âm, nguyện cầu sao cho chùa được nhiều may mắn, thế giới hòa bình, hay là cho gia đình của các bà con trên toàn thế giới nha. Giờ em xin phép em để máy một phút nha bà con. Dạ, một phút đã trôi qua nha bà con. Thì bà con cầu nguyện với mẹ Quan Âm thì một phút đã trôi qua. Thì tất cả bữa nay thì em sẽ làm phóng sự bữa nay tất cả thì cho bà con biết được. Thì nói tóm là ngôi chùa Bát Nhã mình cũng tiểu sử là hồi xưa ngôi chùa dưới kia cũng là một cái ngôi nhà nhỏ thôi, là ở dưới đường Silouen. Silouen thì ở thành phố Santa Ana, thì ở trong đó thì con đường nhỏ, thì nó cũng khu đó thì đa số là người Mễ nhiều. Thì sau đó thì sư ông hòa thượng cũng ở đó, cũng tạo ngôi chùa đó cũng một thời gian cũng là nhiều, cũng lâu lắm. Thì cũng có rước Phật Ngọc về cũng đông lắm á. Thì nói tóm lại giờ cái sau thời gian thì sư ông dọn về đây. Ở đây hồi xưa là một cái nhà hàng nha bà con, xưa là cái nhà hàng tiệc cưới. Nhà hàng tiệc cưới chỉ có từ đó dài tới đó là cái nhà hàng tiệc cưới thôi. À, cái màu trắng trắng và còn cái vuông vuông đó, đó là nhà thờ tiệc cưới, cái đó là nhà hàng tiệc cưới. Chỉ có cái đó thôi. Thầy nói tóm lại sau này sư ông về thì sư ông làm thêm mẹ Quan Âm nữa, xây dựng mẹ Quan Âm. Mà nghe nói mẹ Quan Âm này cũng có Phật tử tài trợ gì đó 100.000 hay gì đó, thì em cái đó em không rõ rành rõ, thì em cũng nghe nói vậy thôi. Nói tóm là vậy. Thì nghe nói mẹ Quan Âm này cũng 100.000, nhưng mà em cũng người quen, cũng có chị Bùi Kim Thành, chị cũng nói là dưới chân mẹ Quan Âm này cũng mỗi cục gạch đó, thì chị cũng có như là chị có cúng một hai cục gạch gì đó, giống như là xây dựng một hai cục gạch bao nhiêu tiền đó em không biết nữa, nghe nói mấy ngàn gì đó, em thì em không biết, nghe chị Bùi Kim Thành nói thôi. Thì có thể là bức tượng này thì một cái người mạnh thường quân khác, còn dưới chân mỗi cái dưới chân có mấy cục gạch nhỏ nhỏ với làm cái nền ở dưới cái tượng, cái bệ đài đó bà con, ở dưới cùng á, giống như cái bàn thờ dưới á, cái bệ đài dưới á, làm thấy cái gạch nhỏ nhỏ có ghi tên kia nọ, thì cái đó chắc mỗi người là mỗi cục gạch là bao nhiêu tiền đó. Thì nghe chị Bùi Kim Thành nói là có mấy cục gì trong đó đó, bữa chị Bùi Kim Thành chính mình chơi Bùi Kim Thành nói. Thì nói tóm lại là cũng Phật tử người chúc xây dựng thôi. Rồi sau này bắt đầu Sơn Hòa Thượng về thì Sơn Hòa Thượng mới xây thêm cái niệm ăn đường, rồi thêm cái nhà bên đây cái gì đó, nhà nguyên cái nhà cao bà con, em không biết kêu bằng nhà gì, kêu bằng nhà lầu
nhà lầu rồng tam góc gì đó em không biết nữa, thì bên đây một cái bên kia một cái, thì nó tóm lại là ngôi chùa giờ cũng khang trang, cuối tuần Phật tử đi cũng rất là đông mà con. Thì nó tóm lại là vậy, thì nó tóm lại thì ngôi chùa Bát Nhã thì đang ở tọa lạc ở 4717 West First Street, thành phố Santa Ana, California 92703. Dạ. Ở trên chùa Bát Nhã đó. Trên cái bảng hiệu chùa Bát Nhã đó thì em thấy có đại chữ là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ. Tất nhiên là có thể ngôi chùa này cũng là trụ điểm hay là trung tâm gì của Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ gì cái đó, có thể là vậy. À, thì tại em thấy sao nói vậy thôi. Thì ban đêm ngôi chùa cũng rất đẹp bà con. Ban ngày thì có nhiều Phật tử tới thăm lắm. Thì bữa nay là đúng ngày rằm tháng tư, là ngày đúng ngay ngày Phật đản bà con. Bữa nay con em nghĩ á, bữa nay em nghĩ bà con coi được cái clip này thì giống như bà con đi chùa thôi. Bữa nay là một ngày rất là may mắn cho tới Phật tử. Thì bên ngoài rất là đẹp bà con. Cái lư hương bằng đá marble, cái lan can cũng bằng đá marble bà con. Rất là đẹp, tất cả là nó tóm lên là rất đẹp hết, cái gì mọi thứ như đẹp hết. Nhưng mà xui cái là có một cái xui cái tai nạn thôi. Cái mấy cái kiện cũng rất là đẹp bà con. Con nhìn mấy cái kiện này. Kiện cắt rất là đẹp. Quý sư thần người cắt kiện. Tượng mèo âm này cao lắm bà con. Tượng mèo âm này cao thật là cao luôn. Mà em không biết đoán được bao nhiêu thứ họ nói. Này các cầu không biết là em biết. Lâu quá em quên thứ cái thước gì mà cao lắm bà con. Thì nói tóm lại là bên ngoài bầu trời bữa nay u ám lắm bà con. Bữa nay tuy là ngày vui của bữa nay ngày trọng đại nha bà con. Ngày trọng đại của bên Phật giáo nha bà con. Là ngày Đại lễ Phật đản, là ngày trọng đại của bên Phật giáo. Giống như bên đạo Thiên Chúa thì ngày Chúa ra đời, còn bên đây bên Phật giáo mình thì ngày đại, bữa nay ngày đản sanh, đúng ngày rằm luôn bà con. Bên đây ngày rất là quan trọng cho bên Phật giáo các bà con. Thì nó tóm lại mấy bà con bây giờ đang chuẩn bị nấu đồ ăn chay nhiều lắm. Bây giờ chuẩn bị chiều nay là lễ Phật đản mà. Bây giờ giống như là 3 giờ mới là đại lễ. Nghe nói 1 giờ là làm là lễ của cho đại lễ sư ông hòa thượng Nguyên Chí mà ngồi. Bây giờ mấy anh mấy cô chú làm công vả nấu ăn rất là nhiều. Bà con thấy cái nồi quá chỗ đó, bà con nhìn thấy. Bà con nhìn thấy rồi ăn quá trời. Tại vì bữa nay Phật tử tới rất là đông mà con. Bà con thấy cái nồi to lắm rồi bà con. Nồi to lắm rồi, đây coi đây có mấy cái nha. 5 cái. Em thấy 10 cái nồi đó bà con. Em thấy 10 cái nồi. Mấy cái này là nồi em thấy đầy hết đó bà con. Thì giống như chắc là nấu mà vịt tiềm hay gì đó. Em thấy súp giống như bún mù Huế vậy đó bà con. Mày không biết cái này là gì. Đầy hết. 5 cái nồi bên đây là đầy hết. 6 cái nồi đầy. 7 cái nồi đầy. 7 cái nồi đầy hết. Nhưng mà có còn 3 nồi kia thì cái nồi kia thì cũng sứng. Bây giờ bà con thấy không? Tất cả đồ ăn là hoàn toàn miễn phí các bà con. Đó, để đó ai muốn ăn nhiều cứ lấy thôi. Có cái mầm với đồ ăn, ai muốn ăn nhiều thì cứ lại đó. Hình như là bún riêu phải không anh? Anh ơi, bữa nay ăn bún riêu phải không anh? Canh bún bà con. Canh bún em thấy ngon lắm bà con ơi. Nhiều đó bà con, tha hồ mà ăn nha bà con. Bà con ở xa gần mà cứ nhanh lại đây nha. Bữa nay tới tối luôn á. Tại vì 1 giờ là lễ birthday của Sơn Hòa Thượng Thích Nguyên Chí, và 3 giờ 2 giờ là lễ Phật đản tới chiều tối luôn. Bây giờ tất cả thức ăn rất là nhiều. Bà con đừng nghĩ thức ăn vậy thôi nha, còn nữa nha bà con. Còn nữa, tại cái này chỉ là một món chỉ là một món canh bún thôi.
chỉ là một món canh bún thôi, nhưng mà còn nhiều lắm mà con, tất cả chút xíu là còn nhiều món nữa, tại vì bây giờ chưa mà bây giờ mới bắt đầu thôi, bây giờ thật sự là mới bắt đầu thôi mà con, mà con thấy không, 10 cái nồi mà em thấy cái nồi nào cũng đầy giáo con thấy không. Đấy, tất cả đồ ăn đây là hoàn toàn miễn phí mà con, tất cả đồ ăn là hoàn toàn miễn phí, muốn ăn nhiều muốn lấy nhiều cũng được hết, hoàn toàn miễn phí hết chứ không tốn đồng bạc nào hết rồi. Canh bún này rất là ngon các bà con nhìn tôi cái canh bún này rất là chất lượng. Mình muốn ăn bao nhiêu cũng được, muốn ăn bao nhiêu thì mình cứ nói mấy cổ là mình cần mấy tô là mấy cổ đưa cho mình thôi. Mấy cổ để lên trang mâm này để lịch sự. Cô khỏe không cô? Hôm qua tới mà thấy nấu đồ ăn quá rồi, nó bữa nay mới sinh hoạt cô, mà nghe nói 1 giờ trưa mới bắt đầu. Dạ, đúng. Kinh với có ca nhạc bữa nay bên đây có sư thầy, sư ông thầy của thượng Nguyên Chí đó mà. Dạ, em cũng cảm ơn. Cô ơi, bữa nay lễ lớn cô có lời chia sẻ nào cô? Ngày nay lễ lớn của bên Phật đản tới để cầu nguyện cho đồng hương với gia đình, bây giờ có 2 cháu nó đi lính đó, tới để cầu nguyện cho các cháu sinh hoạt ở San Diego, có 20 tuổi mà nó đi lính, thì bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho bá gia bá tánh khắp nơi được an toàn, không bị cảm cúm, không bị virus, không bị nhà cửa yên, không có gặp khó khăn, thế giới được an toàn. Cảm ơn cô ơi, con muốn hỏi con câu đó, con không biết cô giàu bao nhiêu mà sao mỗi thứ, mỗi ca nhạc ca sĩ đó, mà mỗi ca nhạc đó, con đều thấy cô cầm tiền cô cho ca sĩ 5 đồng mới dám, con thấy con cảm lòng cô quá tốt, tại vì các con nó tặng, có 4 cô được có gia đình sinh nhật hay những lễ hay là những cái gì nó gửi thơ tới, nó tặng tiền để má đi mua đồ ăn, má đi bác sĩ, rồi má tặng cho chùa chiền đồ, nhà thờ nhà thánh đồ, thì các con nó tặng cho gì giờ cũng vô trí rồi, không có đi làm nữa. Sinh 1946 là 77 78 rồi. Là tấm lòng cô quá tốt, tại vì ca sĩ cô thấy ca sĩ lúc nào cô dạ, cầm 5 đồng cô cho ca sĩ chứ, tấm lòng cô quá tốt, đâu phải ai cũng làm được như cô đâu. Thì giúp hoa giúp lợi, thấy cái cảnh sinh hoạt quá 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 quan trọng, quá đẹp đẽ, dạ, chỉ giúp cho đồng hương thôi. Dạ. Và quan trọng cô tấm lòng cô quá tốt, con dạ, chúc cô mạnh khỏe ha cô ha. Ở đó học chung với cô Thanh Lan, học chương trình pháp thành thử ra. Ca sĩ Thanh Lan hả cô? Học chung với cô Thanh Lan thành thử ra những cái sinh hoạt nó tự do, cởi mở, không có gò bó. Dạ. Ông xã là thiếu tá pháo binh đó, tụi em qua diễn HO 596. Cô tên gì vậy cô hả? Tên là Hồng Dương, còn ổng là Sang Nguyễn. Dạ. Ổng cũng còn khỏe để lái xe đi khắp nơi. Dạ. Bây giờ nhà 2 cháu đi lính lên vắng que. Dạ cô. Dạ. Hai vợ chồng nó cũng ở chung 30 năm. Dạ. Ba má nó ở chung 30 năm. Dạ. Ở Bishop Chapman. Dạ. Ở đó cũng 30 năm rồi. Dạ. Thôi em cảm ơn. Dạ cảm ơn, chúc sức khỏe cô nha. Dạ cô. Chúc an toàn. Nó còn khỏe thì đi tới đi dạ, lui cho tinh thần nó cởi mở. Dạ. Dạ. Tấm lòng cô quá tốt. Tấm lòng cô không ai bằng rồi. Tại vì cô thấy quá tốt. Tại ca sĩ. Sống đây chỉ có gia đình, không có anh em bà con gì. Dạ. Dạ. Ra gặp đồng hương mừng vui vẻ nói chuyện giúp đỡ. Nhiều khi em đứng giữa chợ mà người ta giúp tiền, giúp đồ ăn, rồi em lấy cái tiền đó em giúp lại cho các sư đứng ngoài chợ. Hay quá. Đó, cho mấy ngồi homeless. Dạ. Đó, chỉ biết vậy thôi. Chứ giờ lấy tiền để làm gì? Dạ, tấm lòng quá tốt. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, chúc sức khỏe cô ạ. Dạ, cảm ơn cậu hai nhiều. Dạ, cô này đặc. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đặc biệt cổ là mỗi lần ca sĩ lên là cổ cầm tiền cổ cho nha bà con. Cô này rất tấm lòng rất là tốt. Cổ giàu như thì không biết, nhưng cái tấm lòng gì quá là quảng đại bà con. Tại vì mỗi lần ca sĩ hát em thấy đều thấy cổ cầm 5 đồng cổ cho, mà đâu phải ai cũng làm được cái điều đó đâu bà con. Tuy là cổ không có giàu mấy rồi, nhưng mà tấm lòng cổ là quá là tốt. Còn ai mà muốn ăn nước, uống nước mía, đây có nước mía ngon lắm bà con. Nước mía thì nước mía nó tấm là nước mía thì mình uống một ly thì mình cúng dường hay nhiêu cũng được, giáo từ thiện đâu bà con. Mà nước mía rất là ngon bà con. Mía là đồ tươi mà con, chứ không phải là mấy chợ là nhiều, thấy nhiều chỗ đó. Mía nó héo đó mà con, thì mà tin mà con cái chỗ mà mấy tiệm nước mía mà có bà con nhìn, còn ở đây nước mía rất là tươi rồi bà con. Tươi rối. Mua một ly nước mía tặng một tô canh bún. Và mua một ly nước mía tặng một tô canh bún. Và chị này nó có duyên thiệt nha bà con. mua một ly nước mía tặng một canh ly canh bún mà một ly. Nhưng mà mua canh bún thì không có tặng nước mía nha. Giờ tặng. Mua một ly nước mía tặng một tô canh bún. Thì nước mía qua đây tặng canh bún. Thì nói chuyện dễ thương cái vậy. Tặng thêm cái lời chúc của chị nữa bà con. Chị thì chị dễ thương quá vậy. Chị là
chị làm tại chỗ tặng nụ cười, còn là không có tặng nụ cười. Mấy chị này làm công quả sáng ngày tay mệt lắm mà con, em biết làm từ sáng giờ rất mệt nhưng mà mấy chị vẫn vui vẻ mà con. Hay là hai chỗ đó làm công quả sáng giờ đâu có khỏe đâu, mệt rất là mệt nhưng mà vẫn vui vẻ. À, cái đó là tấm lòng rất là tốt. Không lắm, bận vô trọng đi. À. Hay giả thì sao mà nhiều cây mà. À. À, bà con thôi, em cũng có gì cũng đại diện Phật tử, em cảm ơn mấy chị, mấy mạnh thường quân, mấy chị làm công quả rất là tốt. Bà con, à, tuy là làm rất là mệt nhưng mà vẫn lúc nào cũng vui vẻ. Bà con nhìn thấy giờ ngon vậy không? Cái này là hình như là tu gô bà con, cái này là bún canh bún đó bà con, rất là ngon bà con, hợp rất là hợp vệ sinh nha bà con, à, rất là ngon, rất là ngon mà hoàn toàn miễn phí các bà con. Đặc biệt là đây không, em không thấy cái thùng từ thiện ở đây nha bà con, hay là chỗ đó đó, còn mấy cháu kia thì người ta có hay có thùng từ thiện nhưng mà đây là ông hoàn toàn, em thấy em đi một cái vòng là hoàn toàn là ông thấy thùng từ thiện, mà ăn bao nhiêu thì mình cứ để lên mâm thì nó mới cỏ múc xúc bỏ lên cho mình thôi. À, mình muốn tu gô cũng được, và muốn ăn đây cũng được, muốn ăn đây thì vô đây bà con. À, bà con nhìn trên bàn cũng hoàn toàn, em cũng trên bàn em cũng không thấy cái thùng từ thiện luôn nè bà con. À, nó tóm lại là hoàn toàn miễn phí hết mà rất là hợp vệ sinh bà con. À, ngon vậy sợ bà con. Đây là canh bún á, bây giờ bà con ăn tới chiều luôn, bảo ra bà con ăn tới chiều cũng không hết nữa bà con, tại vì thấy tới 10 nồi đó quá chỗ đó, muốn ăn thì ăn, còn muốn tu gô thì tu gô. À, bà con thấy không, ôi, trong kia còn nhiều, rất là nhiều bà con, không bao giờ hết nha bà con. Bà con ở gần đây cứ mau ra đây nha bà con, bữa nay chùa mình làm tới 8 giờ tối luôn nha bà con. À, tha hồ ăn, bảo đảm hoàn toàn không hết, bảo toàn nếu mà hết thì em đền cho, bảo đảm hoàn toàn miễn phí nha bà con. À, ở đây mấy chị này làm công quả, mà làm công quả là này đại gia không ơi. À, còn đây có ớt chanh, là muốn ăn bao nhiêu cũng được hết. À, muốn ăn nhiều mà lại lấy nhiều thôi. Thì nó tóm lại thay đại diện Phật tử cảm ơn mấy cô mấy chị làm công quả nhiều, nhờ mấy cô mà mấy tụi Phật tử tụi con có đồ ăn mỗi ngày thì vậy cũng quá tốt. Cảm ơn nhất là cảm ơn nhất là cảm ơn Hòa Thượng Thích Nguyên Chí và các sư cô và hội đồng quản trị, thì nhờ vậy thì tổ chức đại tiệc quá là long trọng. Thì nói tóm lại là bữa nay trưa bà con, bây giờ trưa thì chương trình là bây giờ bà con mới nhóm thôi, tại vì bây giờ mới có 9:00 mấy 10:00 mà thật ra tới 1:00 mới tổ chức lần bà con, 1:00 là mới tới, là 1:00 là tới làm lễ. Bữa nay có nghe nói birthday của sư ông Hòa Thượng Thích Nguyên Chí nữa, thì bữa nay tới 8:00 lận. À, thì bữa nay rất là đông vui, bữa nay là ngày bên, nếu mà bên Phật giáo mình là ngày đại trọng á bà con, bữa nay là ngày đại trọng là ngày Đức Phật đản sanh ra đời bà con, bữa nay lễ là ngày đặc biệt cho bên Phật giáo của mình. À, thì cái ông nội này, cái kèn này ông mới mua sen nên bấm kèn dữ quá. À, thì em trước tiên nhất dạy nha bà con, em vô em quay trong chánh điện đảnh lễ chút xíu mà bà con, thì em đi sơ qua. Thì nước mía thì muốn nước mía bà con nhìn mía tươi rối nè bà con. À, mía tươi rối luôn mà thấy không, không phải mía héo nè, mía này mía tươi rối luôn mà con thấy không, không phải mà mấy chỗ kia thì em thấy mấy cái tiệm nó nhiều khi nó bán nước mía héo. Dạ, nhiều chỗ mấy nước mía nó mới héo quá bà con, nhưng mà ở đây còn nước mía rất là tươi nha bà con, nước mía hình như là tươi rối hình như mới chặt luôn, bà con nhìn là bà con mới biết rồi. À, còn nước trái cây cũng có ở đây, muốn ăn muốn uống gì cứ lại đây thì cứ nói mấy cậu làm thôi. À, thì ở đây là chỗ bán đồ chay bà con, này thì tại vì chùa mình cũng phải cần chút ít tiền chi trả là chi phí điện này kia nọ, thì này tất cả gói đu đủ 3 đồng đĩa, ngon cái sao bà con, này gói đu đủ rồi. Tất cả trong kia đồ chai nhiều lắm bà con, này không biết này là gì đây, này là xôi bà con. À, sao có đầy đủ xôi đó, để xôi để trong này rất là đẹp. À, sao còn đồ, tất cả đồ chai, cái gì món gì cũng có bà con, quá à, chỗ đó bà con.
tha hồ. Hai phần. Bà con thấy quá trời không? Món gì cũng có, tất cả đều món đều có hết. Xôi, có chè, có tất cả bánh xèo. Bà con bánh xèo. Bánh xèo ngon như không? Đi đem về nhà. Bánh xèo bà con nhìn ngon với trời, hay ngon quá trời ngon rồi. À, xôi, tất cả xôi gì cũng có hết giáo. À, tất cả. À, đây là có chùa mình có nhiều tiểu cảnh đẹp lắm bà con, mình tha hồ mình muốn chụp hình muốn diện được hết giáo, có nhiều tiểu cảnh rất là đẹp. Cô chú này đang ngồi uống nước, cô chú đang ngồi uống nước trà này, có bình trà này, có bình trà nữa để có lý á, con có bình trà ngồi nhâm nhi có bộ hay á. Cô chú đang ngồi uống trà trước cái chùa Bát Nhã bà con. Dạ em chụp được chụp đây cái này con chụp được. Dạ đó thì cái này tiểu cảnh trước của chùa Bát Nhã đó bà con. Cây tắc đẹp chứ sao, cây tắc trái quá trời trái ngoài không? Trái quá bà con. À, bà con thấy đầu trai không? Quá trời đầu trai này. Đầu trai rất là nhiều đầu trai. Mình muốn mua cái gì cũng có bà con. À, quá trời đất món, nó tóm đủ được cái món rồi. Nó tóm này là nguyên cái chợ thì nó cũng không có món trong này đâu. Này cái món này nè, cái bằng là đại hội đầu trai. À, quá trời đất rất là ngon bà con. Nhìn tươi đói bà con. Này canh chua, canh áo hoa nè, chè canh áo hoa, chè này, bánh này, bánh gì là bánh gì đó em không biết nè. Cái quá chè này ngon quá ha, cái chè này, chè Thái này ngon quá nè bà con, chắc phải mua cái chè Thái nè. Chè Thái nó rất là ngon. À, đồ ăn bánh nước trần, tất cả các món đều đầy đủ hết bà con. Anh có bán bánh mì không? Bánh mì xong để bán. À, bà con có cà ri nữa bà con ha. Cà ri có có bánh cây, bánh xèo đủ thứ hết. Nó tóm lại là đủ thứ, không thiếu gì hết giáo. Dạ thôi em xin vô tránh điện chút xíu không bà con. Đứng đó đứng nghe mùi chè không nổi bà con, cài đầu chai ngon quá. Tất cả các đồ chai, món đồ chai đều có hết cháu. À. Thì em đi vòng vô chánh điện chút xíu mà bà con. Nhưng mà thì chánh điện bây giờ chưa đâu. Nói tóm lại là khoảng này là cái bảng ngay trước cửa chùa rồi bà con. À, cái này giống như lịch của lịch này, lịch năm luôn chứ không phải lịch tháng. Lịch năm của chùa luôn bà con. À, nói tóm lại là đầy đủ hết. Này là lịch năm luôn, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 cho tới tháng 1 luôn. À, này là lịch năm của chùa đó bà con. À, là trước cửa chùa là có tấm lịch lớn, thật là lớn. À, thầy này vô trong thì có này bản giống như mạnh thường quân đó bà con, ủng hộ nhang khói hay là trái cây hay này kia nọ, rồi này là bản công đức rồi đó mà cúng dường hàng tháng rồi đó. Này là mấy bác, này là mấy mạnh thường quân nè. Bác cũng mấy bác này cũng mỗi cái chấm đỏ điểm như mỗi tháng luôn đó, bà con. Nhưng mà mỗi chấm đỏ là bác đó cúng dường một tháng đó luôn á. Tất cả là cái này là mạnh thường quân của chùa nha bà con. Thì nhà có mấy mạnh thường quân này thì chùa cũng có chút ít tiền cúng nhang khói hay là mua trái cây hay là chia sẻ điện nước hay là này kia cái nọ rồi. Thì cũng đại diện Phật tử thì cũng cảm ơn mấy mạnh thường quân này nhiều. Tất cả là mấy mạnh thường quân này các bạn. Này là cúng dường mỗi tháng đó bà con. Cúng như thì em không biết, nhưng mà em thấy là giống màu chấm đỏ là một tháng luôn, cúng dường một tháng á. Thì bà con nào xa gần mà muốn cúng dường thì có liên lạc về chùa. Thì thấy có thể mình liên lạc bằng điện thoại thì mình có thể mình cũng gửi sang tiền bằng điện thoại cũng được. Thì số điện thoại của chùa là em thấy là 714-5710-473. Đây là tất cả các mạnh thường quân là cúng dường hàng tháng đó bà con. Thì em thấy có tất cả mấy tên của gia đình này thì em quay cho bà con coi. Nguyện cầu Phật cầu gia hộ cho các gia đình mạnh thường quân này có tấm lòng tốt, cúng dường cho ngôi chùa Bát Nhã nè. Thì nói tóm lại này cũng là những cành bông tốt nha bà con.
ủng hộ chùa nè. Thì nói tóm là đây tất cả các mạnh thường quân hết. Thì cảm ơn các mạnh thường quân nhiều. Cảm ơn các mạnh thường quân. Thì này cái cúng dường này các thầy nhiều khi có tiền nhang khói, tiền cúng trái cây này cái nọ thì giống như chi xài của chùa thôi. Thì nói tóm lại là cái dấu đỏ, mỗi dấu đỏ là một cái bình thường quân đó bà con. Bình thường quân là kiểu như là mỗi có người ta cúng 12 tháng đó bà con. Mình cứ gọi chùa thôi, mình ủng hộ. Nếu mình muốn ủng hộ cúng dường thì 714-571-0473 thì mình cứ gọi xuống, mình nói mấy thầy là mình muốn cúng dường cái đó, thì mình cứ nói vậy, thì mấy thầy mình có gửi tiền qua bằng gì đó, nhà băng hay gì đó, thì mấy thầy dán trên của quý vị vô đây thôi. Thì cái này tấm lòng rất là tốt bà con. Này là mạnh thường quân của chùa rồi. Này là tất cả những tên của bà con. Này có thể là không phải là ở Nam Cali không đó bà con. Tất cả mạnh thường quân này có thể là ở xa, có thể là ở Việt Nam không chừng nữa. Ở Việt Nam mình cũng được đâu sao đâu mình. Nếu mình ở Việt Nam mình muốn bao chạy chùa, mình cứ gọi qua chùa hay đó. Con tên gì đó, con muốn bao chạy bao nhiêu thì mình cứ gửi tiền vô, thì ở Việt Nam cũng được, không sao hết. Mình cứ bảo trợ Việt Nam cứ gọi qua chùa, thì mình cứ nói tên tuổi mình ở đâu, cái mình cúng dường thì người ta, thì các sư thầy cứ dán cho mình vô đây thôi. Cái này không phải là những vị này không phải là Cali nha bà con, có thể là địa bàn khác hay là nước khác hay là bất cứ trên toàn thế giới. Không phải là ở Cali không đâu. Thì nói tóm là ngôi chùa thì mình ở Cali thiệt, nhưng mà mấy các vị này thì có thể là trên toàn thế giới thì mình không biết được. Thì có vị bà con nào mà muốn ủng hộ thì cứ gọi số điện thoại của chùa thì mình xin cúng dường thôi. Này là trong cái cái bằng là chánh điện của chùa rất đẹp không bà con. Một giờ mình mới làm lễ được, chánh điện rất là đẹp, nguy nga nguy nguy. Nói tóm lại thì chút xíu em chỉ vô và em xin để máy một phút vòng bà con cầu nguyện cho Đức Phật. Bà con bữa nay là ngày rất là quan trọng cho ngành bên Phật giáo của mình, thì em xin để máy một phút nha bà con, cầu nguyện nha. Này là em đang đứng ở trước cây chánh điện của chùa Bạch Nhã. Thì giờ em xin để máy mấy anh đang chuẩn bị. Thầy cũng chuẩn bị, thì em xin để máy một phút này, tại mấy anh đang đứng chuẩn bị này kia nọ rồi. Em xin để máy một phút bà con cầu nguyện bà con. Rồi sao rồi bà con, thì nó tính là trong chánh điện rất là đẹp, bữa nay rất là đẹp bà con. Bông hoa rất là đẹp. Mấy anh đang chuẩn bị này kia nọ, đặng chút xíu làm lễ, tháng 1 giờ làm lễ bà con. Thì trong chánh điện mình chuẩn bị rất là rất là đẹp. Thì thôi em ra ngoài bà con, tại vì này là các bạn vô cửa, chút cái chùa vô cửa rồi có cái chữ này. Trang nghiêm giống như là mấy cái nồi quy hay gì đó em không biết. Thì ai nói chủ chùa, ai nói đổi chùa gì, ai nói đổi như si gì em không biết, nhưng mà vẫn còn viện chủ chùa Bát Nhã là Hòa Thượng Thích Nguyên Chí hoặc là thì chuyện sư cô sang tên hay gì thì em không biết. Hoàn toàn không biết, nhưng thì cái điều là giống như bản nồi quy á bà con.
của ban Na Uy thì có cái chị qua đây chị, của ban Na Uy có chữ ký của hòa thượng Thích Nguyên Chí. Ok thôi bye bye bà con nha, giờ em đi ra ngoài tiếp. Bà con bây giờ chuẩn bị tài tụ về nhiều lắm bà con. Người ăn, người uống, ngồi chơi, người đi vòng vòng. Tại vì bữa nay là ngày lễ hội mà. Thì vậy thôi. Thì đông lắm, với khu chai, khu bán nhậu chai cũng đông lắm bà con. Thì ở đây có ngoài có hai con voi, hai voi bằng gỗ đẹp lắm bà con. Thì nói tóm là vậy. Thì bản chúc sân, này là bản chúc sân của chùa. Thì đây chắc là Tết, treo hôm Tết nè. Thì nói tóm là em quay phóng sự cho bà con coi bữa nay. Thì ở dưới cũng là viện chủ chùa Hòa Thượng Thích Nguyên Chí. Thì có nhiều tiểu cảnh, nhiều hình đẹp lắm bà con. Thì nói tóm lại ngoài đây có cái tấm hình này nữa bà con. Tấm hình này bà con. Tấm hình này á, tấm hình này nếu mà bà con coi, bà con nhìn, bà con theo dõi đó, nhìn kỹ nha bà con. Bà con nhìn kỹ tấm hình này nha. Thì có thể là các sư thầy, các sư cô là muốn tương lai ngôi chùa Bát Nhã giống y chang như này. Bà con thấy bên tay phải không? Đó là cái nhà cao đó là đã xây rồi. Cái bên tay phải đó, cái góc nhỏ đó, bên tay phải là đã xây rồi. Ở trước cửa có cái lan can mà con giống như cái mão, mà con thấy cái lan can cây sầu sầu với những cái hàng rào đó, thì bây giờ nó đang có, bà con thấy không? Xé xuống này có đó, bên ngoài bà con thấy không? Giống cái lan can, cái hình lan can, bà con có lan can, lan can là giống cái chai như cái chỗ mèo quan âm rồi bà con. Đó, bà con thấy không? Có thể chùa này sẽ là hai tầng. Tại vì nhìn là mà nhìn bà con nhìn thấy không? ở trên đây có thể là một trên là một tầng trên, bà con thấy trên đó không? Có thể trên đó là một tầng nữa, ở trên đó một tầng có thể là cho sư thầy sư cô là ở trên đó, còn ở dưới đây là giống như là chánh điện đó bà con. Này là trước chùa này, này trước chùa này quay ra ngoài hướng đường First rồi, đường Bô Sa nè. Thì nói tóm lại là chắc có thể là cái này là cái bản đồ đó bà con, giống như cái map á, giống như cái họa hình của cái chùa tương lai đó. Thì nguyện cầu chúc ngày mấy ngày Đức Phật cho ban phước lành cho chùa thôi. Bà con thấy không? Cái này nè bà con thấy không? Cái này là đang có nè. Cái này là mình đang có cái hàng rào này, giống như hàng rào này hiện tại là đang có. Còn cái nhà này là cũng đã xây rồi nè bà con. Nhà này đã xây rồi nè ha. Thì bây giờ cái nhà này chỉ có xây, tương lai là có thể là các thầy xây cái nhà này lên 2 tầng. Bà con thấy không? Tại trên đây có thể là cho sư thầy ở trên đây nè bà con. Trên đây thêm một tầng. Cái này to lắm bà con. Nguyên cái này là to lắm đó nha. Nếu mà được lên 2 tầng này là cao lắm, nhiều lắm đó bà con. Cái phần trên nó là ở biết bao nhiêu người sư thầy ở trên đó nói bà con. Thì dưới đây thì cái lan can. Lăng can là bà con, đi lăng can này giống như lăng can y chang như của mèo quan âm, đằng mèo quan âm là đã có rồi nè bà con. Thì theo em đoán là cái này là cái sơ đồ của chùa Bát Nhã tương lai. Bà con thấy cái này chưa, chùa Bát Nhã không? Thì chắc cái hai cái cột này, chắc hai cột rồng đó bà con, hai bên có hai cột rồng. Thì nhìn ra hướng ngoài đường Bô Sa. Thì thôi chúc cho chùa may mắn thôi chứ sao vậy. Chúc cho chùa làm được đúng theo những điều mà chùa thích thôi. Tất cả là bà con thấy chùa là, em nghĩ là cái này là chùa tương lai. Thì nó cũng đẹp, cũng to lớn lắm bà con, rất là to lớn. Thì nguyên cái ngôi nhà vàng này đó, nguyên ngôi nhà này vàng này nó là giống hồi xưa, bây giờ cái này tương lai thôi nha bà con. Tương lai sao thì em không biết nha. Em nói bà con đừng chửi em, thấy sao em nói sao. Em thì còn nhỏ tuổi, em thấy sao em nói vậy thôi. Cái nguyên cái ngôi nhà vàng này đó bây giờ là giống như một cái hộp hình chữ nhật thôi, tại vì nó là hiện tại là nó là cái nhà hàng tiệc cưới hồi xưa đó, xưa thầy mướn lại, sau này mua hay sao đó em không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ là giống như một cái hộp hình chữ nhật thôi bà con, giống như cái hộp hình chữ nhật thôi.
Nhưng mà tương lai thì tất cả sư thầy có thể xây cất lên sao thì đúng rồi. Bà con thấy nhìn thấy ngói quá, cho bà con nhìn ngói nữa không? Mấy cái đỏ đỏ đây nè bà con, đỏ đỏ là ngói đó bà con, đỏ đỏ là ngói đó, mấy cái đỏ đỏ đây là ngói đó bà con. Thì đúng rồi, thì em nói hỏi em nói đúng mà, cái đống ngói nó sẽ nằm vô đây mà bà con. Thì bà con thấy đó, bà thấy quá trời cái ngói nè. Thì tương lai thì chùa sẽ vô đây thôi chứ sao kìa. Thì bà con thấy cái đống ngói thì tương lai cái đống ngói mà kia là sẽ lên vô đây hết, cái đống ngói nó sẽ vô đây hết rồi bà con. Thì em thấy sao em nói với bà con vậy thôi, em có nói điều gì sơ sót hay là bà con không thích bà con bỏ qua. Nó tóm có thể là đây là mô hình của chùa Bát Nhã tương lai, thì nó tóm là vậy. Thôi cũng chúc cầu nguyện cho chùa Bát Nhã được thành công. Thì thôi em vô trong chỗ để hình của các chị cái nơi an vị nha bà con. Chỗ này là để hình của các vị rồi bà con, cái gì qua đời nè, gì Phật và cầu nguyện các ngài sớm vui vẻ khỏi thiên đàng, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, tất cả các hình các chị nha bà con. Này là có bàn thờ phụng thờ tổ quốc Hùng Vương, có bàn thờ cái này, có nào bà thờ của vua Hùng nữa bà con. Cái này Hùng Vương là cái gì của vua Hùng rồi, phụng thờ tổ quốc Hùng Vương, cái bàn thờ này là hay nè các bà con. Em không có thấy em không thấy chùa nào có bàn thờ này á. Chùa này chùa Bát Nhã mình có bàn thờ này rất là hay, này giống như thờ Hùng Vương là vua người vua của người Việt Nam mình đó. Tất nhiên là này là giống như là ông giống như ông tổ của nước Việt Nam mình đó bà con. Thì bà thờ này rất là hay. Dạ cảm ơn các sư ông Hòa Thượng Nguyên Chí với là các ngài sư ông sư thầy sư cô nhiều. Này tất cả các vị hương linh đã mất rồi đó bà con. Rất là đông bà con, rất là đông, đầy hết rồi bà con. Mà em không biết tương lai thì ở bên đây còn, bên đây còn bên đây cũng chống vài chỗ. Thì dưới thì cũng qua quả nhang khói bông qua là đầy đủ hết giáo. Thì ở đây thì có vị tổ rơi vị tổ. Thì ở đây cũng có này có nghệ sĩ chưa? Bà con nhìn nghệ sĩ này bà con có cảm tưởng giống ai không? Em dám nói em dám nói nha bà con. Em nhìn trên bàn thờ em vừa giật mình lên, em nhìn trên bàn thờ là em giật mình lên nha bà con. Em vừa nhìn thoáng qua cái bàn thờ em thấy cái hình đó là em tự động em giật mình lên. Em nhìn thấy cái hình ảnh này em thấy em tưởng nhớ một người. Nó tóm lại thì chùa hình vẫn còn có chỗ để nha bà con. Cái này là các vị này chắc mới mất nè, các vị chắc mới mất nè. Thì để riêng cái bàn này và bao nhiêu ngày đó thì lên bàn này, và sau cái đó bao nhiêu ngày á đem lên trên chánh tường đó với tầng chánh, sau đó đó mình mới đưa qua với tầng bên tay trước mặt nè. Dạng này là Đức Phật Tổ, Đức Phật Tổ nè. Bông hoa rất là đẹp không bà con, bông này là bông tươi nha bà con, chứ không phải là bông khô. Này là bông là bông tươi hết dáng không bà con, tất cả là bông là rất là sang trọng nha bà con. Này là tươi hoàn toàn, tươi 100% hết, rất là đẹp khang trang nha bà con. Thì các vị này chắc là mới mất rễ bên đây. Thì một thời gian cũng giống các vị bên kia rồi, bà bên kia đó, hai cái là bà bên kia là của vị của nam nha bà con, còn bên đây thì của vị nữ, của các vị nữ. Cái này có sinh tử vô thường mà con ơi, bởi vì các cụ thì lớn tuổi cũng có, mà các cụ mấy cái em bé nhỏ cũng có, xấu thì cũng có mà đẹp thì cũng có. Thì nói tóm lại con người mình vô thường mà con, mình không biết được ngày mai đâu,
bởi vì bà con sớm tu hành đi, mình đâu mình đã mới được ngày mai đâu, mình tuy là mình cẩn thận thiệt chứ mà mấy người kia, mấy người đối diện mình người ta không cẩn thận cũng vậy thôi bà con, hiểu không? Thì nói tóm lại em tham giới như thôi, thì thôi em đi ra nha bà con. Đây là khu vực bắn ngược chai, hãy nói cho bà con biết cái nỗi khổ của bà con, biết cái nỗi khổ em là gì không? Bà con nãy giờ á ăn uống quá trời luôn mà đi ngang qua quay cái này thơm ngon quá trời ngon luôn á, mà nãy giờ em chưa được ăn. Chị ơi cho em cái chè này đi chị ơi, chị cho em cái chè đi chị. Chị có nước đá không chị? Có. Cái này là chè nóng, cái này là chè lạnh. Con mà chị, con xin nước đá này được không con? Ủa mà chè nóng, chè đang nóng mà. Ủa nhân ly vậy con? Cháo đồng ấy. Dạ, tắt lấy cái này quá. Lấy nào? Tắt lấy cái này. Ăn nóng đi, chè bà ba ngon quá kìa. Em phải lấy cái chè bà coi, quay nãy giờ đói bụng rồi. Tuy là đồ ăn này kia miễn phí rất là nhiều bà con. Đây là do mình ăn mình cúng dường thôi. Đồ ăn đủ thôi, mình đủ món rồi bà con, với bánh xèo là ngon lắm bà con. À, bánh là đủ hết giá, đủ món giá. Em... Coi con 20 coi. 20, thôi là 14 đồng nhiêu. Bánh đủ là bánh đó bà con. Nè, đại hội đồ chai chứ trong chợ cũng không có đủ như vậy đâu. Trong chợ cho có chừng 10 món nè, mà bây giờ đây là con bà bảo đảm bà con tất cả món gì cũng có hết nha. Gần 100 món. Dạ, gần 100 món là đại hội á bà con nè, đại hội đồ chai á bà con. Con có muỗng không con? Có, muỗng là chỗ cái dù xanh anh lại giúp em. Cảm ơn con. Có cây đậu đỏ. Cảm ơn con. Cà ri, ăn cà ri. Ngon bà con, nhiều món độc lạ lắm bà con, đồ chai độc lạ lắm, rất là ngon. Xôi, bánh bao, gì tất cả được có hết. Cà ri đâu bà, quá là con. Quá còn rất là ngon, đồ chai thì chứ tinh khiết bà con. Bún đồ xào hay là bất cứ gì cũng có hết. Bà con nhìn nè, nem chua, nem gì có hết. Xôi giò, bánh mì. Rồi, ôi nó tóm lại là, nói tóm là đại hội bà con. À, dâu cua, dâu vất, dịch lăng, bánh nước trần này đều đủ hết. Tất cả là đều chai, món chai các bà con. À, chè, rất có nhiều loại chè lắm. Cái này là 17. Này là canh khổ qua bà con. Chè có nhiều, loại chè lắm bà con. À, canh chua, rồi trái giò, nói tóm lại là quá trời rất là rất là ngon. Đồ kho nhiều lắm mà con, quá trời đồ kho luôn. Tha hồ. Tất cả đều món chay hết rồi con, quá trời ơi. Bún bánh ướt rồi đều có đủ hết. Bún mà con nhìn cái món bún rất là ngon mà con, quá là ngon. À, rất là ngon mà con. Đồ chai có nhiều lắm mà con, tha hồ muốn mua bao nhiêu cũng có bà con. Đó, này là thịt quay rồi bà con, này thịt quay chai nha bà con, này ngon sao là ngon luôn. Đó là Phật tử mình mua đồ chai rất là nhiều, mình ăn đồ chai quý bà con. Thì thôi em cũng đói bụng. em xin up một cái clip đầu bà con ơi, clip đầu thì thôi em như đây em đủ rồi ha. Thì nói tóm lại chút xíu sẽ quay tiếp. Còn bà con muốn ăn uống mà ăn miễn phí thì cứ lại gần đây. Chuối này ngon, chuối này hấp dẫn nè. Anh như phần chuối vậy anh? Như phần chuối vậy anh? Mà có nước dừa phải không anh? Cám lắng phần quá. Cái chuối nướng rồi còn chuối nướng thì ngon hấp dẫn rồi mà con. Đây là đằng kia đồ chai miễn phí nhiều lắm mà con, nhưng mà mấy món này mấy món mình thích á, phải mình mua. Miễn phí bên kia kìa anh. Nhiều lắm, phải không, nhưng mà món này món thích. Đồ cái miễn phí đằng kia nhiều lắm bà con, nhưng mà món này mấy món em thích là mới mua. Còn đang nữa, đang bánh chuối chiên. Chuối chiên bánh xèo. Ngon lắm bà con. Ủa anh làm hay là mấy cô là kia làm anh? Ủa vậy là em phải mua, anh phải nói hay anh? Chị, em muốn mua phần này nè chị.
là nó nằm trong đồng đi. Bánh chuối nướng và bánh chuối nướng ăn với nước dừa. Cảm ơn chị. Chú chiên đang chiên cho chị ngon nha bà. Mấy chú, mấy anh, mấy chị là công quả thôi nha bà con. Chú chiên ngon vậy. Tại bánh chay 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 quải đất đó hả? À, đông khách quá trời luôn, vui lắm. Chú chiên này nóng mới ra lò lắm nha bà con. Rất là ngon. Mấy chú, mấy cô này chỉ là làm công quả thôi nha cô. Làm bà con. Đang công làm công quả rồi mấy cô mấy chú đến trong là chỉ làm công quả thôi, tất cả là công quả hết. Con đợi chút xíu được không? Con đợi chút xíu được không? Dạ đúng rồi. Thế tâm là bây giờ mới có 10 giờ thôi bà con. 10 giờ mà cả như là chùa mình là đầy hết, đầy cứng hết các bạn. Là bây giờ mới có 10 giờ thôi, nhưng mà khoảng chừng 1 giờ đó, chương trình chùa Bát Nhã mới tổ chức bên đây thì khoảng 3 nghe nói 2 giờ thì làm lễ Phật đản lúc 2 giờ. Thì bây giờ mới chỉ có 10 giờ thôi mà cái như là chùa mình đông đông quá trời đông. Chỗ nào cũng đông hết các bà con. À, còn chỗ đầu chai miễn phí là chỗ đó là đông bà con lại đó đông nhất. À, thì để tắm rồi thôi, bye bye bà con nghe. Em kiếm gì mang bà con đói bụng quá rồi. Thank you, bye bye. Có gì bà con ủng hộ em ha. Phố Galipo Sa TV số 9 ha. Thank you. Nói tắm lại bây giờ mới có 10 giờ thôi bà con. Xe là cả nhà đầy. Bây giờ là trong chỗ đậu xe là đầy rồi bà con. Lúc hồi nãy tới 9 giờ là đã đầy chỗ đậu xe rồi. Bà con có tới sau thì đậu chỗ khác nha bà con. Trong chùa là em bảo đảm hết chỗ đậu xe rồi. Mà bây giờ mới có 10 giờ thôi mà lá như vậy rồi thì bảo đảm chút xíu là không còn chỗ đậu xe thì có bà con đậu gần hình như là chùa Bảo Quang đậu bên đó cũng có xe đưa qua đó bà con, hay là đậu vòng mấy chỗ cặp mấy đường này cũng được đó. Bữa nay cảnh sát chứ nó không phạt mình đâu, mình cứ đậu vòng mấy đường thôi. Bye bye bà con nghe, chúc bà con mạnh khỏe ha.